Theo tin tức từ báo Lao động, Kinh tế Đô thị, ngày 20 tháng 2, Công an thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa bắt giữ 3 đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân bằng việc bán khẩu trang y tế để chống dịch COVID-19. Cụ thể, 3 đối tượng này là Lê Thanh Minh Quân, 18 tuổi, Lê Thanh Phong, 24 tuổi cùng trú tại thôn Quy Thiện, xã Hải Quy, huyện Hải Lăng, Lê Minh Tiến, 16 tuổi, trú tại thôn Nhan Biều, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, cùng thuộc tỉnh Quảng Trị. Trước đó, vào ngày 2 tháng 2, qua mạng xã hội, chị Nguyễn Thị Thanh, 36 tuổi, trú tại phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh, thấy tài khoản Facebook Mai Linh Hoàng đang bán khẩu trang y tế với giá 35000 đồng trên một hộp. Ba thanh niên tham gia vụ lừa đảo bán khẩu trang, ảnh, Lao động. Thời điểm đó, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, chị Thanh có nhu cầu mua khẩu trang số lượng lớn về bán, nên đã đặt mua 3 lần với số lượng 740 hộp khẩu trang. Đồng thời, chị Thanh cũng chuyển khoản luôn số tiền 25.450.000 đồng vào tài khoản ngân hàng do người bán cung cấp là Đặng Thị Hồng Thu. Hai ngày sau khi chuyển tiền, chị Thanh nhắn tin gọi điện để kiểm tra đơn hàng, thì phát hiện mình bị chủ tài khoản chặn Facebook. Biết đã bị lừa, chị Thanh đã lên tố giác sự việc với cơ quan chức năng sở tại. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra công an thành phố đã lần theo dấu vết và phát hiện đối tượng chủ tài khoản Facebook Mai Linh Hoàng, hiện đang trú tại tỉnh Quảng Trị. Qua điều tra, cơ quan chức năng đã xác minh thông tin, xác định 3 đối tượng nói trên đã gây ra hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của chị Thanh. Tại cơ quan điều tra, 3 thanh niên đã khai nhận dùng 3 số điện thoại để đóng vai là người bán và chủ xe chở hàng để lừa đảo khiến chị Thanh tin tưởng chuyển tiền. Sau khi lừa được chị Thanh, các đối tượng liền chặn Facebook và bẻ sim điện thoại để cắt đứt liên lạc và bịt đầu mối. Số tiền sau khi chiếm đoạt được từ chị Thanh, các đối tượng đã chia nhau tiêu xài cá nhân. Let's Love Us, Why?